Đảm bảo an toàn an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. An ninh mạng chỉ có thể đảm bảo khi một quốc gia làm chủ được công nghệ trong hệ thống mạng hoặc là chuỗi cung ứng sản xuất của sản phẩm. Và thời gian qua, các doanh nghiệp trong nước đã chủ động tạo ra các sản phẩm, dịch vụ về an toàn thông tin được ứng dụng một cách hiệu quả. Nhờ ứng dụng trí thông minh nhân tạo, chiếc camera an ninh này có thể nhận diện khuôn mặt, đếm số người, kiểm soát giãn cách xã hội. Với độ bảo mật cao, camera AI giúp đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng, giảm độ trễ trong xử lý thông tin. Do được nghiên cứu và chế tạo trong nước, sản phẩm phù hợp để triển khai cho các dự án đô thị thông minh tại Việt Nam. Điểm đặc biệt nữa của cái camera AI View này cũng vậy, là toàn bộ thông tin là xử lý trên camera, không cần truyền thông tin hình ảnh video đấy đi ra ngoài server nào cả, nên là càng đảm bảo hơn về vấn đề bảo mật cho khách hàng. Còn doanh nghiệp này đã làm chủ hoàn toàn việc thiết kế và sản xuất bo mạch chủ bảo mật cũng như công cụ mã hóa dữ liệu của thiết bị máy tính để bàn và hệ thống camera bảo mật cao, giúp ngăn chặn việc can thiệp vào phần cứng hệ điều hành để lấy cắp dữ liệu, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước, chính phủ và các doanh nghiệp có yêu cầu cao về bảo mật. Đây cũng là hai sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc tại Chìa khóa vàng năm nay. Hai sản phẩm này chúng tôi có tích hợp những cái công nghệ về bảo mật an toàn để đảm bảo là tính năng an toàn của sản phẩm và là an toàn thông tin cho người dùng cũng như là cho những người khai thác hệ thống, nhằm bảo là sản phẩm không làm tạo ra lỗ hổng, bản thân cũng không phải là một cái nguồn tấn công lây nhiễm mã độc trên mạng lưới. Chúng ta sẽ bảo đảm an toàn thông tin, an toàn an ninh mạng cho không gian mạng Việt Nam bằng sản phẩm an toàn an ninh mạng do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ và phát triển. Đó là chính là hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng Việt Nam. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu như cách đây 2 năm, các sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin, giám sát, phòng chống tấn công mạng đều phải nhập khẩu, thì nay hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng Make in Việt Nam đã lấp đầy khoảng 90%. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trong nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số an ninh mạng toàn cầu vào năm 2030.